Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn in ấn nhiều kiểu trong Microsoft Word. Giao diện Microsoft Word 2016 nó gồm có 5 cái tình huống được liệt kê trên màn hình. Thông qua một cái ví dụ cụ thể là cái file hướng dẫn số 36 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Chúng ta sẽ đi lần lượt 5 cái tình huống này. Alt Tab, tình huống đầu tiên chúng ta sẽ in trang lẻ thuận từ 1, 3, 5, 7 vân vân đến hết các phần trang lẻ. Tức là chúng ta thuận là từ tăng dần. Sau đó chúng ta kết hợp với trang chẵn ngược là in từ trang chẵn lớn nhất trở về trang chẵn nhỏ. Trường hợp này chúng ta áp dụng khi nào? Khi mà chúng ta sử dụng cái máy in một mặt mà chúng ta muốn in hai mặt. Mà chúng ta đưa cái tập giấy sau khi chúng ta in ấn lần một vào cái máy in thì là cái mặt chữ lại úp xuống. Nghĩa là cái máy in này nó sẽ lấy cái giấy là lấy cái trang cuối cùng của cái trang lẻ thuận. Tức là ví dụ đây là 1 đến 13 thì nó sẽ lấy trang thứ 13, kéo cái tờ thứ 13. Khi đó chúng ta phải áp cái trang thứ 14 vào thì chúng ta sẽ in ra được cái hai mặt như vậy. Alt Tab. Chúng ta nhấn Ctrl P trên cái file hướng dẫn thể thức trình bày kỹ thuật văn bản này. Ở đây tôi không sử dụng máy in vật lý, tôi sẽ sử dụng một cái máy in ảo Nova PDF ở đây. Chúng ta sổ danh sách ra, chọn Printer, chọn Nova PDF. Nếu các bạn thực hành, các bạn chưa có Nova PDF, các bạn sẽ làm ở trong cái phần xem cái phần link tải và hướng dẫn cài đặt máy in ảo Nova PDF đây. Là một cái máy in ảo mà tôi sử dụng lâu dài trong cái văn công việc văn phòng và rất tuyệt vời. Alt Tab. Mục tiếp theo là chúng ta cần chú ý nó phần mục setting. Chúng ta sổ ra. Ở đây chúng ta sẽ chọn nó là Print on Page đây nhé. Sổ ra lại và chúng ta sẽ trở về. Bình thường các bạn nó ở Print on Page và bây giờ chúng ta sẽ chọn nó là Print only Page ở đây. Và chúng ta sẽ nhập 1 cho đến 36. Ở đây văn bản hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng có 36 trang. Chúng ta sẽ nhập từ 1 cho đến 36 ở mục này. Và lưu ý đặc biệt quan trọng chúng ta phải chọn nó là only Print on Page. Ok. Còn các mục khác thì các bạn để mặc định như vậy. Không có gì cả. Chúng ta nhấn Print. Một cái hộp thoại nó là lưu tệp file PDF chính là cái sản phẩm của cái Nova PDF này. Thì chúng ta sẽ chọn như sau. Đây, chúng ta sẽ nhập. Đó là một này. Trang lẻ thuận. Và nhấn OK. New ở Desktop nhé. Chúng ta tích vào đường dẫn. Chúng ta sẽ chọn Desktop này. Nhấn Save. Và nhấn OK. Chúng ta đây là trang lẻ thuận rồi. Thì máy nó sẽ in cái trang lẻ từ 1 cho đến 35. Tiếp đến chúng ta sẽ in ngược. Bây giờ chúng ta lại cầm cái tập giấy mà chúng ta in đấy, úp ngược lên thì cái trang thứ 13 nó nằm ở dưới cùng. Và chúng ta đưa vào cái máy in một mặt đấy. Thì chúng ta sẽ lại Ctrl P, chọn cái phần Printer của Nova PDF. Đến cái phần Cut to Print này thì chúng ta sổ ra và chúng ta chọn cái dòng nó là Only Print Event Page. Lúc nào dịch ra nó là trang chẵn đấy. Còn phần Org này nó là lẻ. Chúng ta tích vào đây. Và một cái lưu ý quan trọng tiếp theo là cái dòng Page này. Các bạn sẽ nhập cho tôi nó là 36-1. Đấy, các bạn chú ý nhé cái phần 361 này nhá. Thì khi đó là chúng ta đưa cái tập giấy mà cái trang thứ 35 nó đang ở trên cùng ấy, đưa vào trong cái khay giấy của cái máy in một mặt. Thì lần này máy in nó sẽ lấy cái trang thứ 35 đấy, cái tờ mà có trang thứ 35, và chúng ta add cái trang thứ 36 vào mặt còn lại của cái tập giấy mà chúng ta đưa vào cái máy in lần 2 để chúng ta in hai mặt trên cái máy in một mặt. Và chúng ta nhấn Print. Ở đây thì chúng ta cũng phải lưu ngoài mình Desktop để chúng ta sẽ theo dõi nhé. Tích vào Desktop ở đây. Chúng ta nhập vẫn là 1 nhé. Chúng ta nhập nó là trang chẵn ngược này. Đấy. Nó sẽ ngược đây. Ngược đây có nghĩa là chúng ta ngược từ lớn về nhỏ. Và nhấn Save. Nhấn OK. Máy in tiếp tục lại in đây. Khi nào nó thông báo kết thúc là chúng ta OK. Chuột phải sau cái Desktop để chúng ta kiểm tra hai cái file này. Tình huống đầu tiên là chúng ta sẽ có hai cái file in PDF như vậy. Chúng ta kiểm tra trang lẻ thuận trước, nó có đánh số là các trang lẻ từ 1 cho đến 35 hay không. Chuột phải Open.
Trang đầu tiên không đánh số trang theo đúng hướng dẫn của cái thể thức trình bày văn bản của Đảng. Sang trang thứ 3, đấy các bạn thấy không, 1, 3 và tổng có 18 trang. Vậy là 36 chia 2, chúng ta được 18 là ok. Đấy. Trang 5, trang 7, trang 9 và kết thúc là trang thứ 35 ở đây. Ok. Trở lại cái màn hình làm việc sau desktop, chúng ta kiểm tra cái file trang ngược, trang chẵn ngược này, chuột phải open. Và ngược ở đây thì đầu tiên nó là trang 36. Các bạn đúng như ý tôi nói chưa? Ngược ở đây, trang chẵn là chẵn nhưng ngược là từ lớn về nhỏ, 36, 34, 32 và kết thúc nó là ở trang thứ 2, được đánh số 2 ở đây. Ok. Bây giờ chúng ta sang tình huống thứ hai là in ấn các trang nhảy cóc bất kỳ. Trong cái tình huống nào đấy mà các bạn muốn in nhảy cóc bất kỳ thì chúng ta làm như thế nào? Thì trở lại cái file hướng dẫn số 36 của Đảng ở đây, văn phòng trung ương ở đây. Chúng ta nhấn Ctrl P, vẫn là Ctrl P và Printer, chúng ta lại chọn Nova PDF ở đây. Đến phần setting, chúng ta chọn Cut Print thì các bạn phải bỏ chọn phần Only Print Event Page nào thường đầu tiên. Và sổ qua tiếp thì vào đây nó là print on page ở đây. Ở đây tôi sẽ in các trang nhảy cóc như sau. Tôi in từ trang 2 cho đến trang 8. Và bây giờ tôi muốn in trang 11 cho đến 13. Tôi lại muốn in tiếp cái trang thứ 15, in tiếp trang 19, in tiếp trang 23. Vậy là tôi sẽ in nhảy cóc rất nhiều. Trang 2 cho đến trang 8 là 2, 8 trừ 2 được 6. Đấy. 6 cộng 1 là 7, vậy là 2 đến 8 chúng ta có 7 trang. 11 đến 13 có 3 trang, cộng lại nó là 10 trang. 10 trang này, 15 là 11, 19 là 12 và 23 là 13. Vậy là cái file mà tôi in ra đây, nó có 13 trang, file PDF nhé. Đến đây chúng ta nhấn Print. Và ở đây tôi sẽ đặt tên là gì? Ở đường dẫn này, chúng ta tích vào đường dẫn để lưu ngoài mình desktop. Tích ra desktop và đặt tên nó là ở cái mục số 2, đó là in nhảy cóc bất kỳ. Đấy. Thì đúng cái tiêu đề của cái phần file hướng dẫn, nhấn save và nhấn ok. Máy in Nova PDF đã in xong, chúng ta sẽ chuột phải sâu desktop để chúng ta kiểm tra cái file số 2 này có đúng như tôi nói không. Nó là có 13 trang và nó nhảy cóc là 2 cho đến 8, xong đến 11 cho đến 13. Chuột phải Open. Để mở file PDF, chúng ta cần có một cái trình duyệt, nó là For Sheet Reader. Rồi, đầu tiên là trang 2, trang 3. Và nhìn vào cái tổng số trang, các bạn thấy không? 2 trên 13, đúng như tôi nói là có 13 trang là như vậy. 4, 5, 6, 7, 8 và đến 11. 13, 12, 13, sau đó là 15, 19 và kết thúc là 23. Đấy là chúng ta tình huống thứ hai, in nhảy cóc bất kỳ trên Microsoft Word. Sang cái tình huống tiếp theo, đó là in ấn trang hiện hành. Cái này thì các bạn chắc cũng biết và tôi sẽ nhắc lại mà thôi. Chúng ta sang cái file nó là hướng dẫn số 36 của Đảng, của Văn phòng Trung ương Đảng. Chúng ta nhấn Ctrl P. Ở đây phần mục Printer, các bạn vẫn chọn Nova PDF. Phần setting trong đây, chúng ta sẽ chọn Cut Print. Chúng ta sẽ chọn đây, nó là Print Current Page. Đấy, các bạn đâu, chỉ cần một chữ là Print Current Page mà thôi. Và chúng ta sẽ nhấn nó là Print Current Page đây. Thì tôi trở lại nhé. Con trỏ nhấp nháy ở cái trang nào thì nó sẽ in cái trang đấy. Tôi nhấn Ctrl P và chúng ta nhập lại đây, Nova PDF và Print Current Page ở đây. Nhấn Print xem nó đúng ở trang đầu tiên được in ấn ra hay không. Chúng ta sẽ nhấn đường dẫn và kéo lên, tích vào desktop và chúng ta sẽ nhập cái trang số 3 ở đây. Đó là in trang hiện hành. Current chính là cái trang hiện hành. Chúng ta nhấn Save và OK. Chuột phải Show Desktop kiểm tra xem cái trang thứ file thứ 3 này là gì. Chuột phải Open. Và đây nó có một trang và chính là cái trang đầu tiên mà con trỏ đang nhấp nháy ở cái phần trang này, nó sẽ in ra. Đấy là cái tình huống mà chúng ta in trang hiện hành. Trang hiện hành là trang mà con trỏ đang nhấp nháy. Ok. Sang tình huống tiếp theo,
Tình huống thứ tư, in trang lẻ trước giống một. À, cái này là chúng ta lại áp dụng khi máy in mà chúng ta đưa giấy vào mà mặt chữ lẻ lại được ngửa lên, tức là nó sẽ kéo cái trang đầu tiên sau in lần một, nó tương tự như cái tình huống đầu tiên. Thì chúng ta sẽ khác nhau ở cái điểm nào ở đây? Đó là cách thức mà chúng ta đưa cái tập giấy chúng ta in lần một vào, thì khi đó cái mặt chữ nó lại ngửa lên trên, tức là nó sẽ kéo cái trang đầu tiên có trang số 1 lẻ. Chúng ta làm như sau, trở về cái file hướng dẫn số 36, nhấn Ctrl P. Ở đây cái file đầu tiên là chúng ta in cái trang lẻ thuận nhé. Cái trang lẻ thuận thì chúng ta vẫn in như bình thường, chúng ta sẽ chọn đó là print opaque ở đây. Đấy. Và chúng ta sẽ nhập 1 đến 36 đúng như cái trang, đúng như cái tình huống đầu tiên, và nhấn print. Và ở đây chúng ta lại tích ra ngoài màn hình desktop. Và chúng ta sẽ lưu tên nó là mục số 4, nó là trang lẻ thuận. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ nhấn save và nhấn ok. Thì cái trang này nó cũng sẽ có 10 file PDF này có 18 trang. Chúng ta nhấn Ctrl P. Trước khi Ctrl P lần 2, chúng ta sẽ mang cái tập giấy đầu tiên. Đấy, cái tập giấy mà từ 1 cho đến 35 đấy. Và mặt chữ là cái trang 1 nó ngửa lên trên, và chúng ta đưa vào cái máy in một mặt mà nó sẽ sử dụng là kéo cái mặt tờ đầu tiên có cái trang số 1 đấy, đưa vào máy, và chúng ta nhấn Ctrl P lần 2. Và ở đây chúng ta sẽ chọn Printer Nova PDF và Setting. Chúng ta chọn đó là Print Only Print Event Page. Ok. Và phần mục page này thì các bạn phải lưu ý cho tôi, nó không giống như lần 1, nó phải là 1 cho đến 36 thay vì 36 cho đến 1, các bạn lưu ý. Và không có gì khác, chúng ta nhấn Print để chúng ta nhận kết quả. Nhấn vào đường dẫn, chọn ngoài màn hình desktop và nhập tên, đó là mục số 4 nhé. Đó là in trang chẵn thuận. Ok. Và nhấn save và nhấn ok. Đấy, máy in bắt đầu in. Chuột phải server desktop để chúng ta sẽ kiểm tra sản phẩm như sau. Đây là mục 4 này. In trang lẻ thuận nó giống hệt với trang lẻ thuận ở trang ở cái file số 1 kia. Nó có 18 trang và 1, 3 và kết thúc bởi trang thứ 35 ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Trang thứ 35. Server desktop chuột phải. Và chúng ta kiểm tra in trang chẵn thuận ở đây. Open. Ở đây thì sao? Chúng ta sẽ là trang số 2 và kết thúc đó là trang thứ 36. Cái này nó khi chúng ta áp dụng chủ yếu là cái máy in đời mới ấy, thì nó có, mặt chữ nó hay kéo đặt lên trên. Ok. Sang cái tình huống thứ 5, chính là cái tình huống cuối cùng là in ấn section bất kỳ. Nghe có vẻ là các bạn thấy hơi lạ lẫm, tuy nhiên là chúng ta sẽ gặp tình huống nào cụ thể ở đây. Tôi trở về cái file hướng dẫn số 36. Ở đây, trong cái file Word này, tôi sẽ chuột phải vào cái thanh trạng thái ở đây. Các bạn ở trong cái trạng thái ở đây, chúng ta sẽ chọn đó là cái phần section này để chúng ta xuất hiện cái thông tin về section. Ở trong cái file hướng dẫn số 36 nó ghi là section có 1 thôi, vậy là chỉ có 1 section. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái section khác nhé các bạn, để chúng ta sẽ áp dụng cái print ngày hôm nay. Chúng ta tạo section khi mà chúng ta đánh một cái phụ lục bất kỳ ở đây. Ví dụ đây là phụ lục số 2. Đấy. Phụ lục số 1 ở đây. Trước khi mà chúng ta insert section, chúng ta vào thẻ home, chúng ta tích vào cái phím P này để chúng ta hiển thị các ký tự lên. Chúng ta đen một cái phím P này đi. Ctrl Z. Đây, chúng ta sẽ đặt trước cái chữ phụ lục này, con trỏ nhấp nháy trước chữ phụ lục. Các bạn sẽ nhấn cho tôi là layout, nhấn break, chúng ta sẽ chọn đây section break. Ok. Ở đây cái trang này nó rất sát, tôi không hiểu tại sao. Đấy các bạn thấy không? Cái này cơ chữ 11 tôi cơ chữ 12.
Ôi bỏ qua, chúng ta sẽ tạo một cái section ở cái phụ lục 2 đi. File này của các bác soạn thảo nhiều lúc nó cũng không được rõ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái section ở cái phụ lục 2 ở đây. À đấy rồi, tôi vừa tắt bỏ rồi. Chúng ta đưa con trỏ sau cái bảng này, chúng ta sẽ nhấn Layout Break, chúng ta sẽ nhấn Section Next Page ở đây. Thì các bạn thấy không, lập tức nó cho tôi một cái trang đây. Ở phần Section này, nó tự động đánh cho chúng ta số trang nó lại tăng lên có 2 ở đây. Ở đây thì các bạn thấy không, nó là trở về trang 2 vì nó xuất hiện cái section rồi. Để cho cái trang nó được nối tiếp thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đấy, chúng ta sẽ tích tiếp tục ở đây. Bỏ cái different first page này đi này. Đấy. Và tiếp đến là chúng ta sẽ vào phần page number và format page và chúng ta sẽ nhấn continue section. Đấy, thì nó là trang thứ 32 những close footer. Vậy là chúng ta có hai section. Đấy, section là section từ cái phụ lục thứ 1 này. Ok. Bây giờ tôi chỉ muốn in cái section thứ 2 thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta chưa biết nhé, phụ lục thường là nó sẽ nằm ở dưới cùng và nó cũng không phải trang số 32 đấy đâu, mà chúng ta chỉ biết là section nó đang ở cái phụ lục số 1 và phụ lục số 2. Chúng ta nhấn Ctrl P. Thì máy printer chúng ta vẫn chọn Nova PDF và phần cắt print này thì chúng ta bỏ cái chọn nó là only print out parent page đi và chúng ta sẽ nhập đây nó là SC2. S viết tắt của từ section và S2 là chính là section 2. Và nhấn print thì chúng ta sẽ in hai cái trang, nó là phụ lục 1 và phụ lục 2. Và chúng ta nhấn tích vào đường dẫn, kéo lên, tích vào desktop và chúng ta sẽ nhập tên đó là mục số 5, đó là in section section này bất kỳ. Ok. Và nhấn save. Nhấn ok để chúng ta sẽ kết thúc. Chuột phải sâu vào desktop, chúng ta sẽ kiểm tra cái file thứ 5 in section bất kỳ này có đúng như tôi nói nó là phụ lục 1 và phụ lục 2 hay không. Chuột phải và nhấn open. Các bạn thấy không? Phụ lục số 1 và phụ lục số 2 có 20 trang, có 2 trang thôi. Chính là chúng ta in ấn section số 2. Để biết section thì chúng ta cần hiển thị cái trang trạng thái ở đây, section số 2. Page là 33/36, subword đây. Ok. Trở lại cái bài ngày hôm nay. In ấn nhiều kiểu trong trang word chúng ta sẽ sử dụng nói chung là sẽ gặp một trong các 5 tình huống như vậy và chúng ta sẽ áp dụng trong cái công việc văn phòng của các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp.